Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Quỳ Kiêm. Hôm nay mình lại tiếp tục ghép bơ các bạn ơi. Mời các bạn cùng xem mình chia sẻ ghép bơ năm nay là ghép như thế nào nhé. Năm ngoái mình có mấy cây bơ ấy, thì gọi là lúc đấy nó còn nhỏ quá, mình chưa dám cắt để ghép các bạn ạ. Năm nay nó sẽ lớn rồi, còn mấy cây thôi, ghép cũng xong rồi. Mình sẽ chia sẻ về cách ghép bơ cho các bạn nào nó chưa biết ghép bơ nhé. Nếu mà các bạn nào đã biết ghép bơ rồi thì bỏ qua video này các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn cùng xem tôi ghép nhé. Cách ghép bơ sẽ như thế nào nhé. Chào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái cây này, cái cây bơ 034 các bạn ơi. Mình sẽ chọn những cây nào cái cây bơ trẻ bơ nó sẽ thẳng như thế này. Đây, tôi qua cho các bạn xem đây. Chọn cây nào trái thẳng thì mình sẽ cắt để ghép các bạn nhé. Còn cây nào nó sẽ xấu, trái xấu, trái bị cong thì mình sẽ không lấy cái cành đấy để ghép với các bạn ạ. Đấy, các bạn xem cái cây này, trái thẳng lắm. Cây này quả bơ nó sẽ xuống thẳng thế này. Sau này ghép cái cành này này, nó có trái này, nó sẽ thẳng như thế này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cắt những cây này để ghép các bạn ơi. Các bạn cùng xem nhé. Các bạn xem đây, đồ nghề ghép bơ của mình là như thế này đấy các bạn ơi. Không có cái gì nhiều đâu. Đây là một quyển cái loại giấy tự hủy ấy, để bọc dao để gọt với một cái kéo này thôi các bạn ơi. Đó, nó chỉ cần ba thứ này thôi sẽ ghép được bơ rồi các bạn ạ. Đây là cái chuỗi lúc nãy mình giới thiệu cái bơ đây, mình đã cắt xong rồi. Đây, đây mà các bạn xem đây. Đây, ở đây mình cầm cho các bạn xem đây. Đây là chọn cái chùi cũng không quá già, cũng lại không quá non. Nếu mà non quá thì ghép nó sẽ tỷ lệ súng thấp quá các bạn nhé. Cứ chọn như thế này đây. Đấy, ở trong cái thân cành nó phải có mầm. Đấy, có cái mầm nhú nó sẽ nhô lên một ít thì nó sẽ tỷ lệ ghép nó sẽ súng sẽ cao hơn các bạn ạ. Đây, bây giờ mời các bạn cùng xem tôi ghép nhé. Tôi sẽ ghép chia sẻ ghép cái bơ 034 này để cho các bạn xem nhé. Mời các bạn cùng xem nhé. Bây giờ tôi sẽ cắt nhé. Tôi sẽ ghép cái bơ này. Đó, tôi cắt đến đây nhé. Tôi cắt cái cành này, cái đoạn này, này. Tôi sẽ cắt vào đây nhé, các bạn xem nhé. Đây, đây là cành đây. Tôi sẽ chỉnh máy lên một chút để cho các bạn xem nhé. Đó, bây giờ tôi sẽ cắt đến đây. Đây là cái cành nó to quá thì khó cắt đấy các bạn ơi. Đây, các bạn xem nhé. Ví dụ như cây này tôi sẽ ghép hai mắt các bạn ạ. Ở đây, chỉ mấy một chút để cho các bạn xem cho nó rõ nhé. Bây giờ tôi cắt vào đây nhé. Cắt vào đây các bạn.
bạn xem tôi cắt ở đây, tôi đây tiếp tục ghép nhé. Tôi ghép vào chỗ này các bạn ơi. Tôi sẽ chỉnh máy để xuống một chút để cho các bạn xem nhé. Bây giờ tôi ghép vào đây các bạn ạ. Thế mà tôi ghép vào đây. Đó. Nó chỉ ghép như thế này thôi. Nếu mà các bạn chỉ cần xem một lần thôi sẽ biết ghép rồi các bạn ạ. Đó. Tôi sẽ ghép ở cái mặt này các bạn ơi. Bây giờ tôi ghép vào nhé, các bạn cùng xem nhé. Tôi sẽ bóp ít vỏ ra mới ghép được các bạn. Đây. Đó. Là ghép như thế này đây. Đó, đến là bây giờ quyển từ dưới lên nhé các bạn nhé, từ dưới lên nước sẽ không vào nhé, giống như mình lật ngoái đấy. Đây chỗ này cần phải quyển cho nó dày một chút để cho nó kéo chặt cái miếng ghép này. Đây, đây rất là nhanh các bạn ạ. Là như thế này là xong rồi đấy. Đây. Đây. Là xong miếng ghép với các bạn. Đấy, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là để ghép xong cái cable này thì phải để cái cành như thế nào nhé, chứ không phải là cắt hết được nhé. Giờ thì tôi sẽ để một cành các bạn ạ. Nếu mà cắt hết thì khả năng nó sẽ chết cái cây gỗ này các bạn ơi, nó sẽ thấp bẩy các bạn ạ. Bây giờ lúc nãy tôi ghép cái ba ghép ở trên này là tôi sẽ quyết định để cái cành này nhé. Đây. Đó. Cái cành này các bạn xem đây. Đây. Ở đây đấy. Ở đây tôi ghép một mắt ở đây. Ở trên là 3 mắt. Tôi ghép như vậy các bạn ạ. Thì tôi sẽ quyết định được mấy cái cành này. Bây giờ tôi sẽ cắt vào cái cành này để ghép thêm một mắt nữa các bạn ơi, để phòng ấy. Nhiều khi ghép bơ này ghép cái gì cũng vậy, nó sẽ không xuống 100% đâu, tầm khoảng 70% đến 80% thôi. Nếu mà mình không ghép nhiều mắt đấy thì sợ mai sợ nó sẽ không xuống được hết thì phải ghép thêm một lần đấy, mất công nhiều các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ cắt cái mắt này, cái mắt này tôi lại tiếp tục ghép ra để cho các bạn xem nhé. Chỉ để một cành này thôi, cành này bắt buộc phải để nhé các bạn nhé. Nếu mà không để thì cắt hết thì nó sẽ không có cái gì để nuôi cái thân cây này ấy. Thì coi như là nó không thu hút được cái gì á, hay là không khí hay là oxy cái gì ấy. Nhiều cây sẽ bị thất bại các bạn ạ. Mình sẽ để cái này khi nào để cái mắt ghép này nó sẽ mọc mầm tầm khoảng 20 phân nữa thì lúc đấy mình mới cắt cái cành này các bạn ơi. Cành này để cái cả ghép cho nó lên các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục ghép cành này, các bạn cùng xem nhé. Đây, các bạn xem nhé, tôi cắt chỗ này các bạn nhé, tôi sẽ cắt chỗ này nhé. Đây,
cái cành ngang này ấy, tôi sẽ ghép bên trên các bạn ơi. Tôi ghép bên này. Ghép này phải quyện thật là kỹ nha các bạn nhé. Nếu mà không kỹ thì chỗ này lỏng ấy, nó sẽ không có được dinh dưỡng, nó sẽ khô các bạn ạ. Đó, bây giờ tôi sẽ hoàn chỉnh cái cây này rồi các bạn ơi. Đây, ở đây một mát. Bên này cũng một mát đây. Ở trên này ba mát. Thì coi như là cái phòng các bạn ơi. Đó, trên này ba mát. Đó. Không được cắt hết cành nhé các bạn nhé. Bác bực phải để cái này nhé. Tôi sẽ nhắc lại một lần nhé này. Đây. Đó, ghép kiểu này thì sẽ sống 100%. Cái cây gỗ này nó sẽ không bị chết các bạn ơi. Ở đây. Để cái cành này à, nhiều cây mình cắt hết đấy, mình thử rồi thì nó chết luôn cái cây gỗ này. À, video trước tôi cũng có nói rồi các bạn ơi, nếu các bạn nào ghép cơ thì cũng phải để cắt hết cái xung quanh đây. Đây các bạn xem đây, nhưng mà bắt buộc phải để cành đây. Đây cành đây đó, ở đây đó, chờ khi nào đó, cái mắt ghép này nó lên được 20 phân đó. Để mới cắt cái cành bơ này các bạn ơi, cái củ này để cho cái mắc cắt này lên. Bây giờ để nó nuôi đấy, nuôi cái thân này. Thì cái cành này nuôi cái thân này, nếu chẳng may cắt cái cành này đấy, lại cắt hết đấy. Không có gì nó hút dinh dưỡng các bạn ạ. Nhưng mà cũng ít khi chết, nhưng mà thỉnh thoảng nó sẽ không được 100% đâu. Mình cắt là khoảng 10 mét cây, mình chia 2-3 cây rồi đấy, 2-3 cây rồi. Mình cắt hết cái cành này cũng được đấy. À, cho nên mình sẽ rút được kinh nghiệm để ý thế này. À, cây này nó sẽ sống 100%, nó sẽ không bị chết các bạn. À, trước khi nó bị bệnh nó mới chết thôi, không phải do mình cắt chết các bạn. À, video hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến đây thôi các bạn ơi, giới thiệu cách để ghép với cây bơ 034 này. Cái bơ nào cũng vậy, nhưng mà mình thích 034 thì mình lại ghép 034 các bạn ạ. Thì video tôi sẽ kết thúc ở tại đây các bạn ơi. Xin chào các bạn nhé, xin hẹn lại các bạn ở cái video tiếp theo.